Thịnh xin thân ái kính chào tất cả các bạn. Hôm nay Hoàng Thịnh sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ hoa mẫu đơn bằng kim thiết kế. Phần dụng cụ gồm có một ống xi len, một bộ kim thiết kế hoa mẫu đơn, một cây kim y tế bé cong và một cái thìa để múc thạch thừa. Phần nguyên liệu gồm có một cái bay trong và những tốt màu. Bố cục hôm nay gồm có, mình sẽ vẽ ở đây hai bông hoa nằm thẳng và chen vào đây là một hoặc hai hoa còn hơi búp búp, nó vừa hé nở thôi. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành vẽ hoa. Trước tiên ta sẽ vẽ hai cái nhụy hoa. Sau khi vẽ hũ xong, chúng ta dùng kim thiết kế, kim nhỏ để làm những lớp cánh ở trong. Thì từ chân nhị, ta vẽ thẳng xuống và cong tay cho nó ôm sát vào những cái tia nhị. Đồng thời chúng ta bơm rau câu và rút cái kim ra. Tiếp tục ta sẽ tạo những cánh kế tiếp. Đã xong lớp thứ nhất, chúng ta tiến hành qua lớp thứ hai. Những cánh được xen kẽ nhau và cũng còn úp vào nhụy. Đã xong lớp cánh thứ hai, bắt đầu chúng ta đi những cánh kế tiếp. Thì những cánh kế tiếp này nó cũng nằm chồng lên nhau, nhưng mà ta xếp lung tung để thấy những cánh hoa nó mọc rất là tự nhiên, giống như trong thiên nhiên, bằng cách là chúng ta cho kim về một hướng này, xong ta cho kim quay về hướng này. Những cánh có thể là đi ngang. Quá trình chúng ta bơm, nếu không đủ mà sữa để cái cánh nó cho nó tròn thì chúng ta có thể bơm lại để cái cánh nó được tròn hơn.
ra thai kim lớn hơn để vẽ những lớp cánh bên ngoài. Đối với những cánh ở ngoài vẫn vẽ lung tung. Qua thứ hai cũng vậy, ta cũng bắt đầu tỉa từ chân nhị để tỉa những cánh ôm sát vào cái nhị. Đối với những bông hoa còn nhỏ, vừa hé nở như vậy thì tỷ lệ màu đậm nó sẽ nhiều hơn những cái hoa lớn, tại vì nó còn bút ở trong cái bút này nó chưa có nở, thành ra cái màu ở trong nó sẽ đậm hơn. Thì sau đó chúng ta sẽ thêm một chút trắng để phần ở bên ngoài nó được sáng hơn. Tiếp tục ta sẽ vẽ những cái nụ bằng cách là dùng cái kim lật ngửa lên và đâm kim xuống tạo một hình vòng chữ C. Ta nghiêng kim qua tay trái và tay phải để úp cánh lại. Để làm cái đài hoa bằng cách dùng kim nhỏ, kim cúc làm tỉa những cái tia đài ở phía dưới.
kiếm y tế để vẽ lá. Lá phải vẽ từ nửa cánh hoa này trở ra, để khi ta lật bánh ra thì cái bánh này, cái lá này sẽ được che khuất bởi cái hoa này, không thấy cái lá này nó phải phát xuất từ đâu. Tại vì nếu vậy thì nó rất là vô lý. Hôm nay chúng ta sẽ đổ đế màu thanh long. Chúng ta dùng kim y tế để gạch những cái ngang dọc này, và sau đó lau thật sạch để đổ lớp đế nền. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây xin chấm dứt. Xin kính chào các bạn, hẹn các bạn ở các video clip kế tiếp. Thân ái chào tạm biệt.